Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 1 tây tháng 5 năm 2020 là ngày thứ 6 tại Cali và hôm nay thì chúng ta đã chính thức bước qua đầu tháng 5 và chúng ta cũng đã bắt đầu bước vào cuối tuần hôm qua thông bận một số công việc cho nên không có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn và hôm nay tôi cũng muốn làm một cái video ngắn cái video này là có thể là ngắn hơn những video bình thường thì cũng như thường lệ chúng ta sẽ nói tới tài liệu liên quan tới tài chính và sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan tới thị trường crypto và đặc biệt chúng ta lại sẽ nói tới Bitcoin ngày hôm nay. Về thị trường tài chính thì các bạn thấy là chỉ số của các chứng khoán của Hoa Kỳ ngày hôm nay đều đã đi xuống. Chúng ta đã bắt đầu một tháng 5 nhưng mà bắt đầu là khởi đầu một màu đỏ. Các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones hôm nay đã xuống 2,55%, chỉ số S&P 500 xuống 2,81% và chỉ số Nasdaq đã xuống 3,2%. Chúng ta nhìn vào dầu thì các bạn thấy được là dầu ở thời điểm hiện tại ở cái mức là 19 đô 69 cent đó chính là cái giá hợp đồng tương lai tháng 6 của dầu và đây là một cái giá mà cũng coi như là hồi phục lại so với lại cách đây chỉ có vài ngày cái giá hợp đồng tương lai của dầu tháng 6 đã xuống tới cái mức là chỉ còn có 10 đô gây ra nhiều cái sự lo ngại nhưng mà ít ra thì trong cái thời kỳ này các bạn thấy là dầu cũng đã có một cái sự hồi phục về vàng thì các bạn thấy là không có nhiều sự thay đổi Bây giờ là ở cái mức là 1.710 đô cho một ounce vàng Thì các bạn thấy được là cái giá giao dịch hợp đồng tương lai này của vàng Thì cũng không thay đổi nhiều so với cái đây và ngày Chúng ta vẫn xoay quanh cái mức là từ 1.700 đô tới 1725 đô về Bitcoin thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa và chúng ta sẽ không nói tới cái thị trường pre-market có nghĩa là chúng ta nói tới những cái hợp đồng tương lai như là Dow Futures hay là S&P Futures tại vì ngày mai là cuối tuần chứng khoán sẽ không có mở cửa nhưng mà trước khi chúng ta nói tới là hôm nay có tin tức gì mà làm cho cổ phiếu đi xuống thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào kết thúc tháng 4 như thế nào Tuy là các bạn thấy là kết thúc quý 1 của năm 2020 này là một kết thúc đầy đau đớn Trong thị trường chứng khoán các bạn cũng đã nhớ là S&P 500 hay là Dow Jones đã xuống 25-30% chỉ trong vòng có 3 tháng đầu của năm nay Nhưng mà cái tháng 4 này là một tháng rất là tốt đã kết thúc lên tới 12,7% và thật ra đây là một con số cực kỳ lớn khi chúng ta nói tới là con số tăng trưởng trong vòng một năm cho chỉ số S&P 500. Các bạn những bài nào mà theo dõi thị trường crypto hay là trade trong thị trường crypto thì thấy là 12,7% là một con số không có lớn các bạn thấy là một ngày Bitcoin có thể lên tới 12,7% 20% trong khi Bitcoin là cái đồng đứng đầu các bạn thấy là những cái đồng altcoin nhỏ hơn một ngày có thể tăng trưởng là 30-40% là một chuyện chúng ta cũng thường thấy cho nên một tháng mà chỉ tăng trưởng có 12,7% là một con số mà nhiều người không có quan tâm tới. Nhưng mà khi chúng ta nói tới một cái thị trường lớn hơn thị trường crypto rất là nhiều như là chỉ số S&P 500 thì khi mình thấy được là tăng trưởng cái con số này là một cái con số rất là lớn. Tại vì trung bình cho mình thấy là S&P 500 tăng trưởng là chỉ khoảng có 8% nhưng mà trong cái tháng 4 này đã tăng trưởng 12,7% và đã để cái tháng 4 năm 2020 này đi vào lịch sử của S&P 500 là từ đế chiến thứ hai cho tới bây giờ cái tháng 4 năm 2020 này là cái tháng đứng thứ ba tăng trưởng mạnh nhất các bạn thấy được là trong vòng một tháng tăng trưởng nhiều nhất từ đế chiến thứ hai cho tới bây giờ của chỉ số S&P 500 là tháng 10 năm 1974 tăng trưởng 16,3% kế tiếp là tháng 1 năm 1987 đến hàng thứ nhì tăng trưởng 13,2% và đứng hạng thứ ba đó chính là tháng 4 mới đây tăng trưởng 12,7% để được đưa vào danh sách lịch sử của 3 tháng mà tăng trưởng nhiều nhất của S&P 500 từ đế chín thứ hai cho tới bây giờ cho nên các bạn thấy được là cho dù các bạn tính cái cách nào thì trong thời gian 2 tháng vừa qua cũng là một thời gian mà trong thị trường tài chính có rất nhiều những lịch sử đã được tạo ra như là các bạn thấy là trong vòng một tháng có cái sự tăng trưởng mạnh nhất trong về một quý có cái sự đi xuống rất là mạnh trong vòng thời gian chỉ có mấy tuần và cái số lượng người mà khai thất nghiệp đã tăng lên rất là nhanh hay là lần đầu tiên trong lịch sử tài chính mà các bạn thấy là có cái giá hợp đồng tương lai của dầu đi vào cái dùng là có cái giá âm đây là một điều mà chưa hề xảy ra cho nên các bạn thấy được là đây là một thời kỳ mà các bạn sau này có thể nói lại với con cháu của mình là chúng ta đã từng sống trong một cái thời kỳ đầy biến động trong thị trường tài chính Bây giờ thì hãy trở lại với những gì mà đã xảy ra trong vòng 2 ngày qua Thì các bạn thấy là hôm qua chỉ số của S&P 500 hay là Dow Jones và Nasdaq cũng đã đi xuống Hôm nay lại tiếp tục đi xuống Và chúng ta có một số những tài liệu như là liên quan tới là các công ty vẫn tiếp tục là khai báo lời lộ trong quý 1 Năm 2020 này thì đương nhiên là có một số công ty lỗ ít hơn là người ta tưởng tượng Thì cổ phiếu sẽ tăng lên, những công ty mà lỗ nhiều hơn người ta tưởng tượng Thì cổ phiếu sẽ đi xuống đó là một chuyện rất là bình thường nhưng mà một trong những cái tài liệu mà đã được nói tới trong vòng hai ba ngày qua đó chính là liên quan tới những lời cáo buộc của tổng thống trump liên quan tới việc là cái dịch bệnh này con virus là đến từ một cái cơ sở nghiên cứu của trung quốc được chế tạo ra bởi một cơ sở nghiên cứu của trung quốc và đây là một lời cáo buộc mà đã được nói tới bởi tổng thống donald trump và chúng ta sẽ không nói tới là cái lời cáo buộc này có ý nghĩa như thế nào về mặt chính trị Tại vì đây không phải là một kênh về chính trị Nhưng mà về mặt tài chính Thì các bạn thấy được là những cái lời nói của Tổng thống Donald Trump làm cho rất nhiều người lo ngại Tại sao? Tại vì các bạn nghĩ lại đi trước đây khoảng chừng là 6 tháng một năm Trước khi mà chúng ta có những cái tin tức liên quan tới dịch bệnh Thì trong thị trường tài chính tin tức gì được nói tới nhiều nhất Các bạn cũng đã nhớ là đó chính là tài liệu những tin tức liên quan tới chiến tranh thương mại chung Mỹ các bạn cũng đã nhớ là hơn một năm rưỡi qua thì Mỹ với Trung Quốc đã có chiến tranh thương mại và hai bên đã đánh cái thuế quan rất là mạnh, có nghĩa là cái thuế nhập khẩu Mỹ đánh thuế nhập khẩu cho những cái hàng từ Trung Quốc qua Hoa Kỳ và ngược lại Trung Quốc cũng đánh cái thuế nhập khẩu của hàng của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc và đã khiến cho hai nền kinh tế gặp rất nhiều trở ngại. Các bạn cũng đã nhớ cái thời kỳ đó chúng ta cũng đã từng nói tới trên channel này rất là nhiều, hồi năm 2019 và cuối cùng thì tổng thống Donald Trump và Trung Quốc cũng đã bắt tay và ký cái hiệp định phase 1 giai đoạn 1 giữa Trung và Mỹ để cho hai bên có thể là nhường một bước trong cái cuộc chiến tranh thương mại Trung Mỹ này. Nhưng mà bây giờ với những cái lời cáo buộc được đưa ra bởi Tổng thống Donald Trump và việc là nếu như mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm Tổng thống 4 năm nữa thì Tổng thống Donald Trump sẽ có những cái biện pháp để mà trừng trị Trung Quốc thông qua những cái chiến lược thương mại có nghĩa là trong thời gian tới đây nếu như mà tổng thống trump đắc cử một lần nữa thì chiến tranh thương mại của trung quốc và hoa kỳ lại sẽ là một cái đề tài mà làm ảnh hưởng rất nhiều đối với nền kinh tế tại vì các bạn thấy được là giữa hai nước khi mà xảy ra chiến tranh thương mại thì cả hai quốc gia đều sẽ bị tổn thương các bạn thấy được là những người bị tổn thương đó chính là những người dân tại vì các bạn thấy là hàng nhập vào từ trung quốc thì người hoa kỳ sử dụng rất là nhiều nhưng mà nếu như mà nhập vào với cái giá mắc hơn thì người dân hoa kỳ phải mua với cái giá mắc hơn và ngược lại khi mà hoa kỳ đánh thuế quan của hàng nhập vào trung quốc thì bên trung quốc những công ty đó nhập vào hoa kỳ sẽ không nhập được cái số lượng lớn và không thể nào bán được cái số lượng như trước đây tại vì họ không cạnh tranh tốt như là trước đây vì lý do là đã có thuế quan cộng vào đó và cũng ngược lại các bạn thấy là những công ty ở hoa kỳ mà bán hàng ở trung quốc như là các bạn thấy là những công ty như là apple microsoft những công ty mà làm về thời trang thì cũng sẽ gặp khó khăn ở trung quốc khi mà trung quốc đánh thuế quan cho hàng mỹ nhập vào và cuối cùng thì nếu như mà những công ty mà họ không có cái thu nhập cần thiết tại vì họ bị đánh thuế quá cao khi mà nhập khẩu thì lúc đó những công ty đó sẽ không có thể nào mà tiếp tục phát triển những công ty đó sẽ không có mướn thêm người và khi mà sử dụng những cái vũ khí như là đánh thuế quan cho hàng nhập khẩu thì đây là một cái chiến lược là coi coi là người nào có thể là cầm cự được lâu hơn tại vì cả hai đều sẽ bị tổn thất và đối với cái thị trường tài chính đây là một cái tình hình mà không được tốt vì lý do đó bây giờ là có rất nhiều những nhà đầu tư bắt đầu là hơi lo ngại nếu như mà sự thật là tổng thống trump sẽ bắt đầu áp dụng những cái chiến lược chiến tranh thương mại với Trung Quốc nữa thì tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ sẽ ra sao? Trong một thời kỳ mà thị trường đã phát triển mà hàng nhập khẩu bị đánh thuế khi mà nhập vào thì đã làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Bây giờ trong thời kỳ dịch bệnh thì sự ảnh hưởng lại càng nặng hơn. Đó chính là điều mà đều được nói tới rất nhiều bởi các nhà đầu tư ngày hôm nay. Tại vì càng ngày mọi người càng thấy được là cái sự kiên quyết của Tổng thống Trump về việc là trừng phạt Trung Quốc về những gì đã xảy ra trong cuộc dịch bệnh này đây là một điều mà chúng ta sẽ nói tới trên channel này rất là nhiều khi mà có diễn biến mới cho nên khi nào mà có những tin tức mới tôi sẽ chia sẻ với các bạn liên quan tới vấn đề này đây là một vấn đề mình không biết có rất nhiều bạn quan tâm tới và một điều nữa là thường muốn cập nhật với các bạn là liên quan tới cái cuộc họp của cục dự trữ liên bang của hoa kỳ tuần vừa qua thì đã có một phóng viên hỏi Jerome Powell chủ tịch cục dự trữ liên bang của hoa kỳ là ông có lo ngại gì khi mà trong cái tình hình hiện tại mà tiền thì cứ in ra mà bơm vào trong thị trường để mà kích thích kinh tế về việc là Hoa Kỳ có lo ngại tới cái số nợ mà Hoa Kỳ đang nợ càng ngày càng tăng lên. Hoa Kỳ có lo ngại gì về lạm phát hay là Hoa Kỳ có lo ngại gì về việc là thị trường chứng khoán bây giờ đã coi như là cái sự kết nối giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Cái sự kết nối đó bây giờ là hầu như là rất lỏng lẻo. Có nghĩa là nền kinh tế bây giờ là không ổn nhưng mà chứng khoán vẫn lên. Thì Chủ tịch Jerome Powell của, C của Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ đã trả lời là trong cái thời kỳ này điều mà cục dự trữ liên bang quan tâm tới nhiều nhất đó chính là bảo vệ nền kinh tế và bảo vệ cái thị trường tín dụng tại vì khi chúng ta nói tới là hồi phục nền kinh tế mở cửa nền kinh tế trở lại thì nếu như mà chúng ta không bảo vệ nền kinh tế hiện tại không bảo vệ thị trường tín dụng thì sẽ không còn nền kinh tế để mà hồi phục cho nên điều mà quan trọng nhất bây giờ đó chính là làm mọi cách có nghĩa là cục dự liên bang sẽ làm mọi cách để mà hỗ trợ kinh tế hỗ trợ thị trường chứng khoán hỗ trợ thị trường trái phiếu hỗ trợ các công ty còn về việc là làm sao để mà đối đầu với lại là lạm phát làm sao để mà đối đầu với lại cái số nợ mà hoa kỳ ghi trong thời gian gần đây đó là một điều mà cục dự trữ liên bang sẽ tính sau này thì bây giờ chúng ta hãy nói về thị trường crypto nhưng mà trước khi mà chúng ta nói về thị trường crypto thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển khi mà chúng ta nhìn vào cái giá của Bitcoin thì các bạn thấy là ngày hôm qua giá đã tăng lên tới cái mức là gần như là 9.500 đô Nhưng mà sau đó là đi trở xuống vừa đi hàng ngàn vì chúng ta vẫn ở cái mức là cũng rất là cao là 8.830 so với cách đây chỉ có 3 ngày Các bạn thấy chúng ta chỉ ở mức là 7.800 đô Thì coi như là cũng tăng lên 1.000 đô trong thời gian cũng khá ngắn Và chúng ta lại càng ngày càng tiến tới gần tới cái ngày mà Bitcoin Halving Thì các bạn thấy được là chúng ta chỉ còn có khoảng chừng là 11 ngày nữa là sẽ tới ngày Bitcoin halving Chính xác hơn là còn chỉ còn có 10 ngày nữa ngày 12 tây tháng 5 Các bạn hỏi thường là khi nào hiện tượng halving mới xảy ra bây giờ chuẩn đoán ngày 12 tây tháng 5 Còn khoảng 10 ngày 8 giờ nữa là sẽ xảy ra Thì trong cái tình hình này các bạn thấy được là cái số lượng người mà tìm kiếm cái từ Bitcoin halving đã tăng lên rất là đột ngột ở trên Google Chúng ta đã thấy cái sự tăng trưởng cách đây vài ngày nhưng mà càng ngày lại càng có nhiều người Google có từ Bitcoin halving hơn có nghĩa là nhiều người bây giờ mới là bắt đầu hiểu được hiện tượng Bitcoin halving là như thế nào Hiểu được là Bitcoin mỗi khoảng chừng là 4 năm thì cái số lượng Bitcoin đào ra một lóc là sẽ bị giảm đi phân nửa và cứ mỗi 4 năm là bị giảm đi phân nửa cho đến khi nào mà cái Bitcoin cuối cùng được đào ra có nghĩa là càng ngày đào Bitcoin sẽ càng khó hơn Và tôi nghĩ là đây cũng là một phần dẫn đến cái sự tăng trưởng trong cái thời gian mấy ngày vừa qua và khi mà Bitcoin tăng trưởng thì các bạn thấy được là có rất nhiều những cái bài viết đón giá của Bitcoin đã được đưa ra như là chúng ta thấy là bài viết của Forbes nói là Bitcoin có thể đạt được 10.000 đô trước ngày Bitcoin halving. Nhiều bạn thì nghĩ là Bitcoin sẽ đạt cái mức là 13.000 đô như là chúng ta thấy cái video gần đây của Ivan on Tech và có một số người là nghĩ là Bitcoin sẽ đi xuống trước ngày halving. Thì sự thật, thật ra là không ai có thể biết được là cái ngày Harvard giá Bitcoin sẽ ra sao Nhưng mà đối với Thuận, điều đó cũng không quan trọng Các bạn thấy được là chúng ta đã nói tới trong cái video cách đây cũng là gần một năm Hồi tháng 6 năm 2019 Thì chúng ta cũng đã nói là cái giá Bitcoin mà tính theo cái tỷ lệ trước đây là bao nhiêu Nhưng mà sự sẽ không có quan tâm tới cái giá đó trong cái video này Tại vì các bạn thấy được là cái giá này là một cái giá mà chúng ta chỉ đoán cho vui Cái điều mà Thuận có lòng tin nhiều hơn đó chính là cái giá tương lai của Bitcoin sau cái đợt Harvard này Và chúng ta cũng đã biết là dựa theo những tài liệu trước đây thì nếu như mà lịch sử cứ tiếp tục thì các bạn thấy là giá Bitcoin có thể lên tới cái mức là 101.000 đô vào năm 2022 và đây cũng không phải là một cái giá mà chỉ có cái video này đưa ra. Các bạn thấy là trên mạng có rất nhiều người đưa ra những cái giá là Bitcoin sẽ đạt được cái mức là 100.000 đô trong thời gian từ 2 năm cho tới 5 năm. Đây là một điều mà chúng ta cũng đã từng nghe nói tới rất nhiều. Tại vì sau khi mà Bitcoin halving xảy ra thì dựa theo hai đợt halving trước đây thì khoảng chừng là 6 tới 8 tháng sau đó thì thị trường mới bắt đầu là cảm nhận được là cái số lượng Bitcoin mà có thể mua trên thị trường hàng ngày ngày lại càng ít đi tại vì các bạn thấy được là một trong những cái nguồn lực mà bán nhiều nhất hàng ngày đó chính là thợ đào chúng ta cũng đã từng nói tới là một ngày thời đào là một trong những cái nhóm người mà liên tục bán và khi mà bitcoin halving xảy ra thì cái số lượng bitcoin đào được hàng ngày bị giảm đi phân nửa cũng đồng nghĩa là cái nhóm người mà bán nhiều nhất bây giờ chỉ có thể bán phân nửa cái số mò có thể bán trước đây điều này có ý nghĩa như thế nào thì chúng ta sẽ nói tới một lát nữa tại vì thường muốn nói về tình hình của các thợ đào sau ngày halving nhưng mà cái điều quan trọng hơn là chúng ta chú ý tới tương lai thì các bạn thấy được là Thuận là một người mà có lòng tin rất là vững chắc ở trong cái thị trường crypto này và đặc biệt là có lòng tin rất lớn đối với Bitcoin. Nhưng mà nào mà theo dõi channel Thuận Capital này từ năm 2017 cho tới bây giờ thì cũng đã biết đã bắt đầu là Thuận làm video Lúc đó Bitcoin chỉ có 1.000 đô Sau đó Bitcoin lên tới 20.000 đô Và sau đó Bitcoin từ 20.000 đô xuống còn có 3.000 đô Và bây giờ chúng ta ở cái mức là 8.800 đô Thì đối với thuận Bitcoin là một cái loại tài sản mà một là Bitcoin sẽ có giá trị rất là cao còn hai là Bitcoin sẽ trở về con số 0 có nghĩa là nó rất là binary có nghĩa là một trong hai chứ thường không nghĩ là Bitcoin sẽ cứ trôi lơ lửng ở chính giữa tôi nghĩ là một là Bitcoin sẽ rất thành công và giá sẽ rất cao còn hai là bitcoin sẽ hoàn toàn thất bại và đương nhiên lòng tin như thường bây giờ là vẫn tin tưởng là bitcoin sẽ thành công cho nên thường vẫn tiếp tục trung bình giá và đầu tư lâu dài và nếu như mà các bạn thật sự là có lòng tin là giá bitcoin sau này sẽ đạt được cái mức là 100.000 đô thậm chí nhiều người cho là 250.000 đô nhiều người cho là một triệu đô la cho một đồng bitcoin thì cái giá mà bitcoin sẽ đạt được cái ngày bitcoin halving năm nay có thực sự là quan trọng hay là không các bạn mua ở cái mức là 8.000 đô các bạn mua cái mức là 7.000 đô, các bạn mua cái mức là 9.000 đô, các bạn mua ở cái mức là 10.000 đô thật sự có quan trọng hay là không? Nếu như mà các bạn tin tưởng là giá Bitcoin có thể lên tới cái mức là 100.000 đô, 250.000 đô, thậm chí là 1 triệu đô la cho một đồng Bitcoin. Tôi nghĩ thì không quan trọng tại vì nếu như các bạn đầu tư lâu dài, trung bình giá thì cái giá ngày hai bên bao nhiêu cũng không có gì gọi là quan trọng hết. Tuy nhiên đây là nói tới là những người mà đầu tư lâu dài chứ không nói tới là những trader. Và khi mà Thuận nói tới là cái giá của Bitcoin có thể đạt được cái mức là 100.000 đô thì thường nghĩ là có nhiều bạn sẽ nói là suy nghĩ viễn vông Nhưng mà các bạn thấy là khi mà Bitcoin ra đời và sau đó Bitcoin đạt được 10 đô la cho một đồng Bitcoin Thì khi mà lúc đó nhiều người nói là Bitcoin một ngày nào đó sẽ đạt được 1.000 đô cho một đồng Bitcoin Thì nhiều người cũng cho đó là một cái suy nghĩ viễn vông Làm sao mà một cái loại tiền tệ sinh ra trên mạng có thể đạt được cái mức là 1.000 đô la cho một đồng Bitcoin cũng như vậy các bạn thấy là cách đây vài năm khi mà Bitcoin đạt được 100 đô thì một số người lại cho là Bitcoin sẽ có một ngày nào đó đạt được cái mức là 10.000 đô thì mọi người lại cho đó là một cái sự diễn dông Bitcoin đạt được 100 đô đã là quá đối với người ta rồi thì làm sao mà có chuyện Bitcoin đạt được 1.000 đô, 10.000 đô và cũng tương tự các bạn thấy được là khi Bitcoin 1.000 đô năm 2017 hay là lúc mà đầu năm 2017 thì các bạn thấy là Bitcoin chỉ có là 800 đô, 900 đô Thì không ai có thể là nghĩ được là tới cuối năm đó Bitcoin có thể lên tới cái mức là 2.000 đô Nhưng mà nói tới phải nói lui các bạn thấy được là không ai nghĩ là từ năm 2017 lúc tháng 12 đó cho đến năm 2000 2019 mà Bitcoin có thể đi từ cái mức là 20.000 đô xuống như còn có 3.000 đô. Điều mình thường muốn nói với các bạn là giá Bitcoin dao động rất là mạnh và dao động rất là lớn trong cái khoảng thời gian dài cho nên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Điều mà chúng ta đang suy nghĩ là Bitcoin sẽ một ngày nào đó đạt được cái mức là 100.000 đô là một chuyện thường nghĩ là hoàn toàn là bình thường khi chúng ta nhìn vào lịch sử của Bitcoin từ trước cho tới bây giờ cái sự tăng giá và cái sự xuống giá mạnh như thế nào và cái đợt mà bong bóng bitcoin thổi lên tới 20.000 đô năm 2017 sẽ không phải là cái đợt cuối cùng cũng như đó cũng không phải là cái đợt đầu tiên có nghĩa là cái đợt tăng trưởng này khi mà bitcoin khó cái đợt tăng trưởng kế tiếp mà bitcoin lên tới cái mức là 50.000 đô thậm chí là 100.000 đô thì bitcoin cũng sẽ có một cái đợt tương tự từ 100.000 đô giả sử mà đi xuống chỉ còn có 20.000 đô đó là một điều mà sẽ lặp đi lặp lại cho nên tuy là thường tin tưởng là bitcoin trong cái thời gian dài có thể đạt được cái giá rất là cao nhưng mà không có nghĩa là Bitcoin sẽ đi thẳng một mạch lên tới cái giá đó chúng ta sẽ còn thấy được rất là nhiều những cái bong bóng Bitcoin được sinh ra và lại bể được sinh ra và lại bể nhưng mà mỗi một lần điều đó xảy ra thì giá Bitcoin lại tiếp tục đi vào một chu kỳ mới với cái sự tăng trưởng mạnh hơn và thật ra cái giá mà chúng ta nó 100.000 đô cũng không có gì gọi là nhiều nếu như mà các bạn tin tưởng là một ngày nào đó Bitcoin có thể là sánh ngang hàng với lại vàng là một vàng điện tử thực sự thì các bạn thấy là cái thị trường vàng hiện tại dựa theo Google thì tổng số vốn hóa là khoảng 9.000 tỷ và chúng ta chỉ nói tới vàng thật sự chúng ta không nói tới là vàng giấy có nghĩa là những hợp đồng tương lai những cái option của vàng nếu như mà tính luôn vàng giấy thì nhiều người chẩn đoán là khoảng 15.000 tỷ nhưng mà nếu chúng ta chỉ tính là 9.000 tỷ thì nếu Bitcoin đạt được cái mức là 9.000 tỷ cho thị trường Bitcoin cho mình thấy được là tổng số vốn hóa của thị trường Bitcoin hiện tại là chỉ có 165 tỷ mà lên tới cái mức là 9.000 tỷ thì các bạn thấy là giá một đồng Bitcoin sẽ tới cái mức là 421.818 đô cho một đồng Bitcoin. Bitcoin có lên được con số này không thì đương nhiên không ai biết. Nhưng mà thường thì có lòng tin là một ngày đầu đó Bitcoin sẽ lên được cái mức là 100.000 đô cho một đồng Bitcoin đó đương nhiên là suy nghĩ cá nhân của thuận các bạn có thể đồng ý hay là không đồng ý mọi người đều có thể là đưa ra những cái quyết định cá nhân trong việc đầu tư của mình nhưng mà trong thời gian ngắn hạn thì cái giá của bitcoin ngày hai bên là bao nhiêu thì thuận không biết nhưng mà một điều mà thuận có thể chia sẻ với các bạn là một trong những điều mà hoàn toàn có khả năng cao sẽ xảy ra đó chính là liên quan tới việc thợ đào một số thợ đào là họ sẽ rời khỏi cái thị trường đào bitcoin Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là giá của Bitcoin bây giờ là 8.800 đô Có nghĩa là sau khi mà Bitcoin halving ngày 12 tây tháng 5 Mà nếu như mà thợ đào muốn duy trì cái thu nhập hiện tại Thì giá Bitcoin phải là 16.000 đô Nếu như mà giá Bitcoin không phải 16.000 đô Mà vẫn ở cái mức hiện tại là 8.800 đô Thì có nghĩa là thu nhập thợ đào sẽ bị giảm đi phần nữa có nghĩa là sẽ có cái số lượng lớn máy đào không còn được có lợi, lợi nhuận sẽ giảm rất nhiều, một số máy đào sẽ bị tắt một số xưng đào sẽ đóng cửa đó là một điều mà sẽ hoàn toàn xảy ra và đã xảy ra trong hai đợt halving trước đây cho nên nếu như mà sau halving các bạn thấy được là cái tốc độ đào bitcoin bị giảm đột ngột thì đó cũng không gì gọi là lạ nhưng mà khi mà người cũ rời khỏi thì sau đó độ khó đào của mạng lưới bitcoin sẽ điều chỉnh lại những người ở lại thì sẽ từ từ có lợi và từ đó sẽ ổn định Đây là điều mà Thùng cũng đã chia sẻ với các bạn trong những video trước đây Còn về việc là thợ đào khi mà họ rời khỏi thì ảnh hưởng như thế nào đối với giá thì một trong những điều có thể xảy ra là khi mà họ rời khỏi họ sẽ bán hết bitcoin của mình hoặc là những thời nào mà còn ở lại họ phải bán ở số lượng bitcoin nhiều hơn để có được cái số tiền mà họ cần thiết như là trước đây tại vì bây giờ cái số lượng mình thường đạo được hàng ngày đã ít đi thì những điều này hoàn toàn có thể dẫn đến việc là sau ngày Harvin giá có thể là đi xuống cho nên các bạn thấy được là sau đi Harvin thì 6 tới 8 tháng sau chúng ta mới thấy được cái sự tăng trưởng về mặt giá cả và đây là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NEPX và sàn Bybit Tham gia sàn napx bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mày đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu chơi miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch margin có rất nhiều nguy hiểm. Các bạn có thể có được lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao. Các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống, thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận nhưng mà chơi margin không phù hợp với những bạn mới chỉ phù hợp như người nào mà có kinh nghiệm trading nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua link của capital ở phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn ba sàn này starbucks bybit và binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở hoa kỳ các bạn có thể tham gia sàn coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.